Hợp nhất ô trong Excel tưởng vô hại mà hại không tưởng. Với những trường hợp gộp ô như thế này, trông thì có vẻ sẽ khiến cho bảng dữ liệu của bạn gọn gàng, đẹp đẽ thật đấy. Nhưng mà đến cái lúc mà cần lọc hay sắp xếp dữ liệu thì biết tay ngay đấy nhá. Excel không thể thực hiện một số tác vụ phân tích dữ liệu như việc lọc hay là sắp xếp nếu vùng dữ liệu của bạn chứa các khoảng ô hợp nhất với nhau như thế này. Nhưng mà mình vẫn muốn gộp mấy cái ô đó lại trông cho nó đẹp cơ. Tiếc thế. Ok, muốn thì có luôn này. Muốn hợp nhất ô cho đẹp mà không làm ảnh hưởng đến cái việc lọc và sắp xếp dữ liệu á thì xem thử nhá. Đối với những ô trên cùng một hàng mà bạn muốn hợp nhất nó lại, đừng vội dùng tính năng merge này nhá, nguy hiểm lắm. Thay vào đó thì hãy mở rộng nhóm alignment ra tại mục text alignment này, tức là căn lề cho văn bản. Ở mục horizontal, các bạn chọn cho mình center across selection nhá. Có nghĩa là căn giữa dữ liệu trên toàn vùng đã chọn. Và ok, đây các bạn nhìn xem, trông đúng như hợp nhất ô nhá. Nhưng mà làm theo kiểu này các bạn vẫn lọc và sắp xếp dữ liệu như bình thường luôn. Mong là nó sẽ giúp ích cho bạn nha. Follow ngay TikTok Đài Tin Học, biết đâu lại có thứ bạn cần cho phòng làm việc đấy.